One, two, three. Chỗ này là carry mà của Golden Gate Terminal. Lễ đang nghỉ hết rồi. Trước con, để đi với mami đi sao? Con đi trước ơi, con đi trước. Yes, we're on. Hey, now more than. Em biết San Francisco không có require people wear mask inside không vậy? Yeah. Mình đang ở Pier 39 nè. Hả? Thảo Yên nè, anh chị. Thank you.
Mình sẽ đi vô trong đó chơi nè. Quẹo vô cửa nè. Quay lại nè. Cái đảo bên kia là cái đảo Arkenstra đó. Đó là cái Golden Gate. Rồi đi qua bên hướng Golden Gate. Gần lại mua nước uống đây. Quên đem theo chai nước cho Thảo Quyên. Thảo Quyên bữa nay hơi bị khô cổ. Còn mọi người đều ăn sáng uống nước hết rồi. Đó, đây chai nước lạnh không 3 đồng nha. Tào lao lắm, ở đây bán rất là mắc.
Rồi 5 chiếc xe đạp, 5 người đã tới chân cầu của Golden Gate, định lái qua bên đó. Nhưng mà ai cũng đói bụng hết rồi. Thôi bây giờ đi ăn. Giờ xuất quân. Pick up number 3.